Chào anh em. Thế mà đầu code của hải pin 18650 mình đang làm ấy, thì mình sử dụng cái code 4 anh em nhé. Cái code này là code 2 nhân 4, thì mình đã mua đây là 1.000 cái anh em nhé. Mua 1.000 cái thì mình bẻ được một ít rồi này, mình bẻ một ít rồi, rảnh rỗi thì mình ngồi mình bẻ một ít đi, bẻ để mình hàn, chứ nó mình hàn qua cái nhựa thì nó sẽ xùi cái nhựa ra, nó cũng mà mình cũng bỏ cái nhựa ấy luôn. Với lại một số anh em cũng có chia sẻ với mình là mua cái loại đầu cốt đi, nó không có cái vỏ bọc ở ngoài này, thì mình có nhiều nhu cầu khác nên mình mua loại này, nó vừa rẻ hơn. Mà đây là cũng là đồng thau anh em nhé, đồng thau loại dày nhé. Anh em lưu ý là nó có hai loại một cái dạng cốt như thế này, nó mà một loại là bằng đồng thau, một loại là nó không có đánh 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 mã số này, đánh không mã số, có loại không mã số là loại đều anh em nhé. Còn mình mua thì mình nên mua cái loại nó đánh mã số này ngay đằng sau lưng cái cốt đó. Với một cái loại bọc mà không có bọc, không có bọc như thế này anh em này, không có bọc đầu như này này, thì nó là có một cái cốt hạng xịn hơn nhưng mà giá thành nó cao hơn. Nhưng mà mình thì không có nhu cầu dùng cái đấy nên là cho nên là mình mua cái này, giá thành nó vừa rẻ và lại có thể phục vụ cái nhu cầu mình. Cái là điều quan trọng ở đây là cái nhu cầu đó, thì mình phải rút ra nha anh em này. Mình bắt buộc thì mình mua về thì mình phải rút cái cốt này ra đó, bởi vì trên cái thanh đồng của mình ấy, trên cái thanh đồng thanh của mình ấy, nó bản nó to, nó cái cốt vào nó sẽ vướng ở đấy. Thứ hai là nó khó hàn nên bắt buộc mình phải bỏ ra, thì mình bóp nó thành một cái rãnh, xong rồi mình hàn phía trên. Thì mình làm cái hệ pin của mình từ những cái nhỏ nhất cho đến những cái to thì mình đều chia sẻ với anh em đấy. Mình bóp vào như thế này, anh em thấy chưa, bóp vào như thế này thì mình sẽ hàn cái điểm dây này, đây này, cái dây này, cái dây dây cái dạng như cầu chì anh em nhá. Đấy, mình sẽ hàn đến điểm này. Đấy, hàn đây luôn, nó vào ngay ở giữa này. Thôi tí mình sẽ mô phỏng, mình sẽ hàn luôn cho anh em thấy và cái hệ pin mình sẽ làm như thế nào tiếp theo. Thì cái video hôm nay mình chia sẻ anh em đây, mình sẽ hàn luôn anh em nhé. Mình sẽ lấy tạm một cái nó cao lên, nó cao lên. Rồi, như thế này đây cho anh em coi nó dễ hơn đó. Thì mình sử dụng cái này thì mình làm mô phỏng thôi để anh em biết là anh em nếu anh em nào làm để anh em làm theo mình, theo cái hệ pin của mình. Đây là đồng thau nhé, được mạ thiết nhé, được mạ nhé. Mình không biết mạ thiết cái mạ gì, mạ gì mình quên mất tên nữa rồi, dạo này ấy quá. Đó, mình sẽ hàn hàn mình sẽ mồi một ít thiết vào đây đó. Mình mồi thiết xong anh em hàn nhanh tay nhé, đừng để nó cháy vàng cái đồng ra thì nó sẽ không còn đẹp cái cốt của mình nhé. Đó rồi, cái đây là cái mình dùng được sau này. Đây là cái dây, dây đồng được mạ là dây DC chuyên dụng anh em nhé. Dây này nó phù hợp với cái dạng cầu chì, nó cháy rất nhanh. Cái này anh em phải lựa chọn rất là tốt đấy, cái đoạn dây này anh em lựa chọn cực kỳ tốt cho mình. Rồi thì mình sử dụng đây, cái đoạn dây đây, một dây này của mình thì mình dùng rất nhiều rồi, bởi vì là những cái đoạn của mình nó ngắn thôi, nó không còn dài đâu anh em. Anh em nhìn chưa, nó mạ trắng tinh, cái bên trong thì nó là đồng rất tốt đó. Thì mình sẽ hàn nó vào đây như thế này đó, mình hàn nhanh tay anh em nhé, nó vừa đẹp anh em nhìn chưa đó. Mình hàn nhanh tay nó rất là đẹp, anh em nhìn chưa đấy, nó rất là đẹp, nó đẹp như thế này. Sau khi mình hàn được như này đó, mình sẽ cắt nó đi, mình sẽ cắt nó đi rồi mình sẽ hàn vào hệ pin. Thì hôm nay mình sẽ mô phỏng với anh em, tiếp tục mình sẽ bấm cho anh em một cái như này nữa. Thì cái cốt, cái kìm cốt này, kìm cốt này thì mình mua được ở ve chai, thì mua được hai cái thì nó rẻ lắm, nhưng còn mình thấy người ta bán mới cái kìm này tầm khoảng 100-200k anh em nhé. Anh em mua về anh em vừa cắt dây này, anh em vừa có thể cắt dây này. Đây, đây anh em có thể cắt dây này đó, cắt dây và anh em bấm cốt, bấm cốt nó tiện dụng mà giá thành rất là phải chăng.
cái loại này là cái loại trung bình thôi, anh em thấy chưa? Đó, trung bình thôi. Còn cái loại cốt kìm bấm cốt hàng xịn nữa thì nó giá thành sẽ cao hơn. Đó. Thì tiếp tục mình sẽ hàn thêm một cái nữa. Tiện đây thì mình sẽ hàn thêm luôn. Anh em nhé, nếu anh em làm cái pin 18650 này thì anh em lên làm cho mình cái hệ nó có cái cầu chì anh em nhé, như thế này. Đó. Thì nó sẽ đảm bảo cho cái hệ pin chập cháy hay là bất kỳ một cái vấn đề nào mình sẽ tránh được cái trường hợp cháy nổ anh em nhé. Đợt vừa rồi mình mua được cái quặng thiết này hàn chán kinh cụ anh em ạ, hàn như kiểu hàn nó cứ sùi sùi rất là bực mình. Một còn dịch giã thì chưa làm được, chưa đi mua được và bao nhiêu thứ mắc kẹt đấy anh em. Anh em hàn thật nhanh tay cho mình nhé, đừng lâu quá thì cái đầu cốt của mình nó sẽ bị đỏ ra là đỏ cái nó đỏ mất cái mã. Đó, mình hàn rất là nhanh tay, vừa nhanh tay mình nhất ngay thì nó sẽ được. Anh em nhìn chưa, mình vẫn hơi bị đỏ ra đấy nhưng mà cái mối hàn của mình nó sẽ được đẹp. Anh em nhìn nó tròn, nó không bị ảnh hưởng thì nó không bị méo gì ảnh hưởng đến cái đầu cốt cả. Đó, nó rất là đẹp. Thì mình sẽ mô phỏng với anh em là hai cái thôi, hai cái như thế này em thấy chưa. Đó. Nó sẽ sau này nó bị chập, chẳng may mình chẳng may nhé, chính bản thân bản thân mình ấy, hay là bản thân anh em mà sơ sẩy mình chạm âm dương nó cháy thì nó chỉ cháy cầu chì thôi, viên pin của mình nó sẽ không hỏng mà nó không có hiện tượng bị chập cháy. Khi đứt cầu chì rồi làm sao mà chập cháy được lỗi viên pin nữa nhé. Hay là cái viên pin nó bị chập thì nó cũng đứt cầu chì thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến những viên pin khác, hay là chính cái bản thân viên pin nó sẽ không bị chập. Mình sẽ bỏ lên, mình phải bẻ anh em nhìn, mình phải chắc phải tối cả tối nay mới xong ấy, 1.000 cái anh em, mình mua 1.000 cái. Buổi thứ hai mình đã đóng được khối rất là nhiều pin rồi anh em này. Rồi, mình đóng được rất là nhiều pin, từ hôm mình làm xong cái máy hàn cell ấy là mình đóng xong rất là nhiều pin rồi. Đây. Đóng xong rất là nhiều pin rồi. Nhìn mình nhá. Đó. Đóng xong rất là nhiều pin rồi. Trên cái đây này. Về sau này ấy, thì mình có hai cái cách hàn để chia sẻ tới anh em. Hai cách nhá. Đây thì mình sẽ để đây ra đây. Để một cái khối ra đây, mình sẽ lấy một cái hộp này khác. Mình đóng khá nhiều rồi đấy, đó là một hệ 24 thôi, mới được một hệ 24 đi, mất nhiều thời gian lắm anh em. Trước hết thì mình sẽ chia sẻ em trong cái video này là hai cái lợi ích rất là tốt để anh em chơi. Đó, anh em chơi trong cái video này thì trước hết thì mình sẽ chia sẻ tới anh em, đây là một cái khay pin 4. Anh em có thể hàn vào cái chân này anh em nhé, anh em có thể hàn vào cái chân này này, chính cái bản thân cái chân này này. Đó. Nhưng mà rất nhiều anh em gặp cái tình trạng là mình không biết bẻ chân này mà anh em cứ cầm cái kìm này, cầm kìm này. Đó. Anh em bẻ ra từng cái, bẻ từng cái, anh em bẻ như thế nó sẽ làm cái gãy cái chân này. Khi anh em gãy thì anh em lúng lúng túng, anh em không biết giải quyết như thế nào và bây giờ mình hàn vào đâu. Đó, thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cách bẻ rất là an toàn mà lại một lúc là được 4 cái luôn. Đó. Thì đây. Bây giờ cái này mình để rồi này. Mình sẽ bỏ ra đây. Còn đây là một cái mình chưa bẻ. Em nhìn chưa? Mình chưa bẻ. Mình sẽ chia sẻ tới anh em cách mình bẻ. Trước hết mình sẽ bỏ gọn này ra đây một chút. Rồi mình chia sẻ tới anh em cách bẻ. Đấy, anh cho luôn ra đây. À, em nhìn này, đầu tiên anh em lấy hai ngón tay cái anh em giữ vào điểm này cho mình, cái này hai cái này để làm sao để nó đúng không bị đẩy lên nhá, không bị đẩy lên. Rồi mình kiếm một cái cạnh gạch hoa hay cạnh thềm, cạnh hoa cạnh thềm anh em tì vào đây.
hai tay anh, còn ngón trỏ anh em tì vào đây anh em như này, anh em bẻ đều lên nha cho mình, gập một cái. Em thấy chưa, em gập một cái như này. Đó, rồi em ra đây anh em để phẳng như này, thì lúc này anh em đã bẻ được bốn chân cùng một lúc mà không lo bị nó gãy cái chân này. Đó. Bên thứ hai mình cũng tương tự làm như vậy anh em nhé, tương tự là như vậy. Thì đây, đây mình để nó nghiêng đây. Đó, rồi mình bẻ. Điều quan trọng anh em giữ hai ngón tay cái này vào hai cái tiếp điểm của pin thì nó không bị đẩy lên, nó không bị đẩy lên vào trong cái lòng mình. Thì anh em khi anh em bẻ xong thì anh em phải ở đây em để trên cái mặt phẳng như thế này, em ấn nó đây, ấn lên cho mình đó, thì lúc này nó đã bằng rồi, lúc này anh em có thể bắt ốc rồi. Cách thứ hai về hàn cái khung pin như này thì mình có hai cách rất là ok. Cách thứ nhất anh em phải nghiêng ngược che cho mình như thế này, khi mình có cái gì đó mình hàn mình sẽ đẩy này. Thì đúng ra anh em có cái kẹp ấy, thì mình đây mình mua phỏng thôi, thì anh em có thể đây mình sẽ dựng như này đó, thì anh em có thể hàn cái dây này vào cái này nhá, anh em có thể hàn vào đây, anh em có thể hàn vào đây cho mình, hàn luôn vào đây đó. Và một cách hàn thứ hai đó chính là anh em luồn cái này, anh em luồn vào đây này, luồn vào đây này đấy, luồn vào đây anh em thấy chưa, anh em luồn vào đây rồi anh em hàn nó lên cái ngay cái điểm này cho mình, hàn nó ngay ngay cái điểm này cho mình, cái đỉnh của cái tiếp xúc pin này đây này, cái đỉnh này đó, hàn cái đỉnh này luôn. À, một số cái trường hợp mà anh em hàn mà cái thiết của mình nó không ngấu ấy, không ngấu vào cái kẽm này, kẽm này người ta phủ li ken đấy anh em, cái kẽm này ấy, thì anh em mua cho mình một cái lọ trợ hàn gốt, trợ hàn gốt nhé, thì anh em chấm chấm vào đây, chấm nhanh thôi, kỳ qua một cái tăm bông như thế này, thì anh em chấm thì em lau lau vào đây, rồi anh em hàn cho mình, thì anh em mới đâu hàn thiết vàng sau xong rồi anh em hàn vào đây, thì nó rất là chắc và sẽ không bị bung nữa. Cái gốt trợ hàn đấy, cái trợ hàn đó mình cũng có rồi đấy, nhưng mình thì anh em phải thông cảm cho mình là bây giờ là mình rất là nhiều đồ và mình chưa hàn thì mình rất là ngại tìm, thì mình cũng đã có rồi đó. Đây là có hai cách để anh em hàn, nhưng mà sau này thì khi mình làm ấy mình sẽ thử hàn vào đây và mình kiểm tra cái trở của nó, cái lỗi trở của nó xem nó như thế nào, bởi vì mình đã có máy đo rồi anh em, mình phải xem từ điểm này ra điểm này và mình hàn trên điểm này và đến điểm này xem cái trở của nó có bị cao không, nếu mà nó không thì mình sẽ cứ hàn đây, thì nó sẽ trên này thì mình sẽ không hàn trên này nữa, bởi vì hàn trên này thì nó hơi xấu một chút, nhưng hàn thế này nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà rất nhiều anh em chẳng may anh em chưa biết bẻ chân, anh em bẻ chân thì nó sẽ gãy, còn anh em bẻ nhẹ, anh em mình bẻ này nó nghiêng nghiêng như thế này thôi, nhưng mà nó không bao giờ gãy, mà cái điểm ở trên mặt phẳng nó đứng là nó đã êm dưới cái miếng nhựa rồi anh em, đã êm dưới miếng nhựa nhá, rất là ok, rất là tuyệt vời. Đó là cái cách bẻ không bao giờ gãy. Thì mình sẽ bẻ thêm cho anh em một cái nữa, anh em nhìn này. Đó. Mình mới lấy là rất là nhiều, mình mới mua vào rất là nhiều, nhưng mà con chạy mua thêm vẫn chưa đủ anh em. Mình mới lấy được có hơn 100 cái, mình cần hơn 100 cái nữa. Đây mình sẽ bẻ thêm cho anh em thấy độ an toàn cao và độ nghiêng vừa đủ, an toàn nó cực cao anh em nhé. Đây, tay cái tay trỏ điểm tì và đẩy mạnh nó xuống, rồi anh em nghiêng vào đây cho mình như thế này, rồi anh em đẩy lên. Đó. Ok, thì mình tiếp tục với cái thứ hai. Đó. Anh em cứ thế làm cho mình. Rồi, em thấy không? Thứ nhất bẻ là một lúc 4 cái, thứ hai 4 cái nó đều chân với nhau, bởi vì mình đã bẻ trên một mặt phẳng. Em thấy chưa?
rất là tuyệt vời, rất là ok về cái khoản này, mình thấy nó khá là hữu ích. Còn về cái khoản viên của mình đang làm thì mình cũng đang làm đây, là nó coi như là nó cũng sắp xong rồi, nó sắp xong rồi. Thì anh em nhìn này, ở chỗ này thì mình đã bắt tạm một số cốt đây, mình vừa mới bẻ xong, vì hôm nay mình mới bẻ thì mình cũng chia sẻ luôn với anh em, tại mình làm đều chia sẻ với anh em đấy, mình mới cốt đây đó. Thì như thế này, mỗi một cái cốt này nó tương ứng với một cái viên bi này, bởi vì khi mình tính toán, mình khoan và mình tazo cái gen thì mình so sánh với cái lỗ này, anh em nhìn này đấy, thì một cái cốt này như thế này này thì là một cái dây ấy này, một cái dây cầu chì này đó, anh em này cầu chì mình bắt vào đây và mình sẽ hàn vào đây, hàn vào cái chân pin, mình có thể hàn bên trên và mình hàn bên dưới đó. Và anh em lưu ý khi mình hàn thì anh em đừng làm cho nó căng, với cái lý do là mình sẽ để cho nó cái kiểu chì nó dài như thế, dạng cong như thế này cũng được đấy, cho anh em hàn vào. Đây, anh em nhìn nhé, em thấy điểm cong như này này, nượn như này, thì anh em cho nghiêng cái cốt như này rồi anh em hàn vào để cho nó có cái, thứ nhất là mình thao tác nó dễ hơn vì cái điểm này nó sẽ chặt đi, thao tác nó dễ hơn. Thứ hai là cái điểm của cái cầu chì nó dài ra một chút thì nó sẽ cháy nhanh hơn, nó cháy nhanh hơn anh em nhé. Đó đấy, như này là ok anh em nhé. Còn cái việc mình có hàn ngay bây giờ hay không thì nó không còn quan trọng nữa, bởi vì điều quan trọng là mình chia sẻ với cái cách làm của mình, dĩ nhiên rồi, vài hôm nữa mình sẽ hàn nó vào, thì bây giờ mình phải làm hết cốt ra xong mình mới bắt ốc vào đây đáng rồi mình mới hàn. Bây giờ mình hàn thì nó sẽ đứt, nó cọ đi cọ lại thì nó sẽ đứt cái cầu chì, bởi vì là cái ốc này mình cần một con ốc là nó tầm khoảng là nhỏ và tầm khoảng là 2 cm, nhưng mà mình ấy thì mình không dùng những cái ốc bình thường, mình hay dùng cái ốc lốc anh em nhé, mình dùng ốc lốc, kể cả những cái này ốc lốc hoặc đồng. Nhưng bây giờ Hà Nội và trong miền trong Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh đều không còn có thể mua bán được nữa, nên là mình không có thể mua được hàng này nữa. Mình sẽ mua tầm khoảng 100k tiền ốc thì dùng đủ thôi anh em, bởi vì là mỗi một cái khay này mình chỉ sử dụng là 4 con thôi, chứ ở trên này nó làm cũng có này anh em này, bôi 4, 6, 8 con, nhưng mà chỉ cần đóng 4 góc thôi anh em, không cần phải đóng hết vào, đóng 4 góc. Nhưng bây giờ thì shipper cũng được nghỉ rồi theo chỉ định 16, vì bây giờ là virus khá là căng thẳng nên là anh em cũng lên chịu khó ở nhà nghiên cứu làm cái gì mình thích, hoặc là rảnh rỗi thì làm solar để cho tiết kiệm được cái tiền điện, hoặc là những lúc mất điện mình có thể sử dụng được, tránh cái trường hợp như là mùa hè nó nắng nó nóng mà lại mình lại không có cái inverter hoặc là không có cái hệ thống solar, bởi vì bây giờ mình thấy solar Việt Nam rất là phát triển nên là anh em cũng làm rất là nhiều đó. Và anh em biết rồi đấy, bây giờ là EVN họ không còn mua nữa thì cái hệ lưu trữ nó cực kỳ quan trọng, nó cực kỳ quan trọng, bởi vì là nếu anh em sử dụng hòa lưới vào ban ngày, nó chỉ được ban ngày thôi, và cái số pin ấy của anh em ở trên máy anh em sử dụng mà nó không hết ấy, thì mình có thể sạc vào buổi tối mình sử dụng nữa, và buổi tối mình sử dụng mất điện thì mình lại có cái hệ mình đã lưu trữ rồi vào trong ngày rồi, buổi tối mình sử dụng. Vì anh em nếu mà một số gia đình ấy mà sử dụng hòa lưới ấy, và bám tải ấy, thì ban ngày đi làm thì không có thể tiết kiệm được tiền điện, thì lúc ban ngày mình có người nhà đâu, chỉ có buổi tối, thì lúc này anh em có một cái hệ lưu trữ thì nó sẽ tối ưu được cái tiết kiệm và tối ưu được cái những cái trường hợp như là mất điện đó, nó hay ở cái chỗ đấy. Nên là mình thấy mà solar Việt Nam đang phát triển ở cái lưu trữ này rất là mạnh mẽ, và anh em bán những cái hệ pin 48 50A 100A 200A với cái hệ ví dụ như là FO với
nhiều hãng khác rất là nhiều. Nên là mình thì mình đã sử dụng cái hệ lưu trữ này trong được khoảng là 3 năm, hơn 3 năm rồi. Là nó mình thấy nó cực kỳ là hữu dụng trong những lúc chẳng may nó mất điện, hay là mình cũng có thể tiết kiệm được một chút tiền điện vào những lúc buổi tối mình có hệ lưu trữ mình đã sạc vào ban ngày. Đó. Nói chung là không nói nhiều, nó không nói vòng vo nữa. Điều quan trọng hôm nay mình muốn chia sẻ tới anh em là cách làm của mình tiếp theo ở cái phần series 4 này là tiếp tục mình hàn như thế này và bẻ cái chân này để cho anh em sử dụng. Và mình cũng chỉ sử dụng đây là cái cốt 2x4 anh em nhé, hai cái cỡ 4 là cái vòng tròn bên trong này, này. Ốc 4 này của mình là mình mua ốc 4 đây mình chưa, đây là ốc 4 đó. Thì bây giờ mình sẽ hết cái video này, mình sẽ dành thời gian mình bẻ hết 1.000 cái này nhé, 1.000 cái này bây giờ phải mất 1.000 cái. Thì DIY anh em, DIY B18650 thì mình phải làm lấy tất cả từ máy hàn, từ cái khung, từ cốt, mình phải tự bẻ nó tất cả mình DIY. Và mình thấy nó không phức tạp, anh em nếu mà có một chút đam mê thì anh em có thể làm được. Đó. Bây giờ khi anh em đóng vào như này, mình không phải hàn cái gì nữa cả. Như đợt trước mình hàn thì nó phức tạp hơn một chút. Bây giờ mình đóng như này, viên pin nào mà kém hay là như thế nào đó mình có thể rút ra mình bỏ ra hoặc mình thay thế một cách. Đấy. Hoặc là mình có những cái viên pin nào nó nẻ nẻ một viên thì mình có thể cho vào đây cho chạy cùng cũng được, không có vấn đề gì cả. Đó. Nó hay ở cái chỗ đấy anh em. Nên này mình đã ngồi mình tìm hiểu và mình đã ngâm ngâm cứu ra anh em là một cách nó tiện hơn, không như ngày xưa nữa. Đó. Thôi, nếu anh làm về solar, về hệ lưu trữ, về pin 18650 và cách lưu trữ về pin 18650 thì mình chúc anh em thành công. Chào tất cả anh em.